Nó bài giống như là bài kiểm tra một số nhận biết một hàng ra số nguyên tố rồi xét các số nguyên tố ở trong mảng ra. Như vậy thì chung quy bài này mấu chốt ở chỗ là các bạn phải kiểm tra được một số nguyên tố. Thì như mình đã phân tích, số nguyên tố là một số mà chỉ chế cho một và đo chính nó. Và đây là các bạn sẽ dùng một cái vật lập cho cái tiếng nha, tôi chỉnh lại mình nữa. Bạn dùng một cái vòng lặp vượt qua tất cả các cái phần tử, à xin lỗi, ngoài vòng lặp vượt qua tất cả các cái số mà từ 2 cho tới n trừ 1. Nếu như tồn tại một cái số nào đó trong quãng từ 2 tới n trừ 1 mà cái số đó chia hết thì cái số đó không phải là số nguyên tố. Mình chịu theo định nghĩa mình làm thôi. Các bạn sẽ thấy trên mạng có một số bài là người ta sẽ dựa từ 2 tới n chia 2 thôi. À, tại vì 2 là cái ước số mà nó có một số có thể có ngoài số 1 ra rồi, cho nên nó sẽ giảm được đi một số bước. Mình muốn làm vậy vẫn được, mình có n chữ 1 cũng được, không sao cả. Được chưa? Rồi mình sẽ có hàng nhập mã và xuất mã nào cũng phải có rồi. Bây giờ các bạn có thêm cái hàng kiểm tra một số nguyên tố nữa thì eBoy in ha, kiểm tra số nguyên tố à, in đây. Sorry, in rồi kiểm tra nguyên tố và các bạn đưa vào đây một số n bất kỳ cho. Rồi mình khai báo mình đến kết quả không, nếu cái kết quả này mà kết quả này bằng 1 đi, nếu mà return kết quả bằng 1 tức là nó là số nguyên tố, còn return kết quả bằng 0 tức là không phải số nguyên tố. Mình mặc định ban đầu nó là số nguyên tố, sau đó mình duyệt qua các số trong khoảng từ 2y bằng 2 cho tới y nhỏ hơn n, đúng không? Y tổng cộng, nếu như mà có một số mà n chia cho hết cho y á, tức là có một số y mà n chia hết á, thì lúc đó kết quả của mình sẽ đáng bằng 0. Như vậy là chỉ cần một trường hợp mà n chia hết thôi thì kết quả đáng bằng 0 rồi, tức là số n đã không phải là số nguyên tố nữa. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ là gì? Nhập vào, xuất ra, đúng không? Khai báo một mã A5 phần tử số nguyên. Rồi sau đó các bạn ở cái đề yêu cầu của mình là gì ta, quên. 2.15 là nhập vào một mã xuất ra các số nguyên tố, xuất ra các số nguyên tố. Như vậy thì bây giờ mình nhập vào các bạn CL. Người ta yêu cầu là xuất ra các cái số nguyên tố trong mảng, thì ở đây mình dùng một cái số in y bằng 0 để đi mình là khác y bằng 0 y nhỏ hơn 5 y cộng cộng kiểm tra nếu như là gì nguyên tố, kiểm tra nguyên tố cái hàng kiểm tra nguyên tố mình dùng cái định nghĩa đó, kiểm tra nguyên tố ngoặc ra là gì AI mà bằng bằng 1 tức là AI là số nguyên tố, thì các bạn CL ra là gì? Chấm cộng với lại là AI. Như vậy thì trước đây đó, trước tiên mình sẽ có một xuất ra một cái câu thông báo là các số nguyên tố trong mảng là chạy thử nha.
thường lệ mình sẽ nhập các số 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái số nguyên tố trong mảnh là 1, 2, 3, 5. Đúng rồi ha. Đây là bài số 15.